Ờ, từ Sư Kinh Tất Cả Lộ Hoặc có đoạn Thế Tôn Thuyết như sau Với người không như lý tắc ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên, ta có tự ngã Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chơn, ta không có tự ngã Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chơn, do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân, do tự mình ta tưởng truy ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân, do không có tự mình ta tưởng truy ta có tự ngã. Câu hỏi của con như sau: vì sao đạo Phật nguyên thủy hay được nói đến tam pháp ứng vô thường khổ và vô ngã bở ngoặt, phi ngã? như vậy vô ngã là pháp được đức phật nhấn mạnh nhưng ở đây ngài lại nói rằng những ai khởi lên suy nghĩ ta không có tự ngã là một tà kiến tà kiến ta không có tự ngã và chánh kiến vô ngã có gì giống và khác nhau như vậy phải chăng hầu hết ý niệm được truyền bá trong đạo phật cả nguyên thủy và phát triển về vô ngã về không có cái tôi không có cái ta, không có cái tự tánh, không có cái ta nào đi luân hồi cả. Hiện nay đều hiểu sai ý Phật và đều mang một tà kiến chăng. Quý vị biết cái vấn đề nằm ở chỗ nào không? Từ bộ đen ha, cho quý vị thấy. Tà kiến, ta không có tự ngã. ha Chánh kiến, vô ngã. Quý vị có thấy chỗ nào khác nhau không? tà kiến ta không có tự ngã chánh kiến vô ngã xin lặp lại một lần nữa ha tà kiến ta không có tự ngã chánh kiến vô ngã tức là gì đối với người tà kiến họ lúc nào họ cũng lôi cái ta vào trong đó thành ra ngay từ cái điểm xuất phát họ đã sai rồi họ không nói rằng ở đây không có tự ngã mà họ nói rằng ta không có tự ngã gì thấy không à, giống như là ở trong trung bộ kinh ấy, um, đức phật dạy nó giống như một con chó đó khi mà nó bị cột vào ở trong một cây cột thì dù cho nó có nó ăn ở chỗ nào nó bài tiết ở chỗ nào nó chơi ở chỗ nào nó chạy nhảy ở chỗ nào nó làm bất kỳ chuyện gì ở chỗ nào nó đều không tránh khỏi nó đều chỉ quanh quẩn ở trong phạm vi cây cột đó thôi nó không đi ra khỏi phạm vi cây cột đó cũng vậy chúng sanh ấy, khi có tà kiến thì dù cho họ có làm cái gì đi chăng nữa thì họ vẫn không tránh được cái tà kiến của họ đối với người chấp ngã đó khi mà họ học về cái giáo lý vô ngã họ dùng cái ngã của họ để tưởng tượng về một cảnh giới vô ngã cho nên mới có cái câu là ta không có tự ngã cái vấn đề nằm ở chỗ là ta đó ta nè chỗ đó Đấy. Đấy. thành ra cái vấn đề của chúng sanh là như vậy à, do đó khi mà giảng về à, cái bài kinh này đó sư đưa ra một cái hình ảnh hình ảnh này là do Đức Phật đưa ra chứ không phải là của sư đưa ra nhưng mà sư làm cho cái hình ảnh nó nó gần gũi với quý vị hơn giống như là một người mù một cái người mù bình thường thì dù cho quý vị có nói về cái con voi thì họ cũng không ý thức được con voi nó như thế nào Hả? nhưng mà khi khi mà quý vị dắt cái người đó, đó đến để cho họ sờ một con voi thì cái sự thấy con voi trong cái tâm thức của người mù nó cũng lạ lắm quý vị. Đương nhiên là họ hơn được cái người mà chưa có sờ con voi bao giờ. Nhưng mà cái con voi trong cái tư tưởng của người mù nó cũng rất là lạ. Quý vị biết cái câu chuyện thầy bói xem voi rồi đấy đúng không? Đấy họ sẽ nghĩ con voi đó nó giống như là một cái trụ rồi con voi nó giống như một cái thúng à, con voi nó giống như, giống như cái quạt con voi nó giống như à, là cái cái chổi đại loại như vậy đó. tức là cái tưởng tượng con voi ở trong đầu một người mù nó lạ lắm tương tự như vậy đối với người không học đạo đó họ không hề có ý thức gì về cái tư tưởng vô ngã họ không ý thức gì hết. nhưng mà với cái người học đạo á, học đạo mà ba mớ tầm phu á, là mình đây nè thì mình dùng cái sức tưởng tượng của mình để mình tưởng tượng về một cái cảnh giới vô ngã nó giống như một người mù họ cố gắng họ nỗ lực để họ tưởng tượng về một con voi thì cái hình cái hình ảnh trong cái tưởng tượng của người mù nó khác rất là nhiều so với cái hình ảnh thực tế. Cũng vậy đó cái sự hiểu biết về cái vô ngã của chúng ta đó nó khác rất là nhiều so với cái vô ngã mà Đức Phật nói đến. Bởi vì sao? Bởi vì dù chúng ta miệng nói là vô ngã nhưng mà trong sâu thẳm của mình ấy vẫn còn cái ngã đó là tôi đang nghĩ về cái cảnh giới vô ngã. không thoát được à, thành ra là chỉ có đến cái bậc thánh sơ quả thì vị này giống như một người vừa mới được chữa khỏi mắt mở mắt ra và nhắm mắt lại ngay lập tức à, nhưng mà khi trong một cái thoáng chốc trong một cái thoáng chốc mở mắt ra đó cái người mà vừa chữa được sáng mắt ấy, họ thấy được hình ảnh con voi thì như vậy mặc dù họ vẫn còn phải sử dụng cái trí tưởng tượng để họ tưởng tượng về con voi nhưng mà do họ đã thấy trong một thoáng chốc đó cái hình ảnh con voi do họ tưởng tượng nó không có đi lệch với cái sự tưởng tượng của một người mù chưa thấy con voi bao giờ nhưng mà dù sao thì cái vị thánh sơ quả cái người mà mới mở mắt ra chớp một lần họ vẫn phải dùng cái sự tưởng tượng về con voi và cái hình ảnh con voi trong cặp mắt của người vừa mới mở ra một lần ấy, nó vẫn còn chưa có rõ ràng tương tự như vậy vì thánh sơ quả vị ấy hiểu được giáo lý vô ngã vị ấy không có hiểu lầm không còn hiểu lầm như phàm phu chúng ta nữa nhưng mà vị ấy, ấy um, vẫn chưa có hoàn toàn nhìn thấy rõ cái vô uh, ngã và cái niết bàn rồi giống như cái người được chữa khỏi mắt sau khi mà um, uh, nhắm mắt lại vì ấy mở mắt ra lần thứ hai nhưng mà rồi sau đó lại nhắm lại một lần nữa do cặp mắt vẫn còn chưa thích nghi với ánh sáng thì uh, ở lần thứ hai này đó vì ấy nhìn thấy con voi rõ ràng hơn nhìn thấy con voi rõ ràng hơn ví như vị thánh nhị quả vị ấy hiểu được tam pháp ấn một cách rõ ràng hơn và vị ấy thấy được niết bàn một cách rõ ràng hơn nhưng mà giống như cái người vừa mới nhắm mắt lại lần thứ hai thì vị ấy vẫn còn phải tiếp tục dùng cái sự tưởng tượng của mình để tưởng tượng về con voi cũng vậy cái vị thánh sơ quả vì ấy vẫn còn phải dùng cái tưởng tri để vị ấy tưởng tri về tam pháp ấn tưởng tri về niết bàn nhưng mà cái tưởng tri của họ đó lúc bây giờ đó, nó không đi lệch nó khác với phàm phu rất là nhiều rồi giống như cái người được chữa khỏi mắt họ cố họ mở mắt ra lần thứ ba thì ở lần thứ ba này họ mở mắt ra được lâu hơn à, nhưng mà do vừa mới được chữa khỏi cho nên mắt họ vẫn còn mỏi và sau đó họ nhắm mắt lại lần thứ ba. Tương tự với vị thánh Tam Quả Anaham. Ở lần này đó, vị này thấu triệt hơn về tam pháp ấn vô thường, khổ và vô ngã. Vị này thấu triệt hơn thế nào là Niết Bàn. Nhưng mà đó, à, do vị này vẫn còn cần phải tiến thêm một bước nữa, thì mới thấu hiểu một cách rốt ráo. Đấy, tức là vị này... À, vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt tam pháp ấn và chưa hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng niết bàn nhưng mà đã rõ hơn hai cái tầng thánh trước rồi và đương nhiên rõ hơn phật phu rất là nhiều đấy cho đến vị thánh tam à, tứ quả a la hán tức là lúc bây giờ giống như một người mắt đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng vì này có thể mở mắt ra tùy thích và có thể nhìn con voi một cách tùy thích lúc bây giờ vị này hiểu rõ một cách rốt ráo thế nào là con voi cũng tương tự như vậy vị thánh tứ quả a la hán lúc bây giờ vị ấy không còn phải sử dụng cái ký tưởng tượng để tưởng tượng về tam pháp ấn để tưởng tượng về niết bàn nữa bởi vì lúc bây giờ đó vị này thực chứng được thực chứng được niết bàn đấy do đó cái vấn đề của phàm phu như sư nói nghe từ ban đầu họ ngay cả nói về cái lý vô ngã họ cũng đem cái tôi vào ở trong đó tức là tôi không có tự ngã ta không có tự ngã đấy cái vấn đề của phạm phu nằm ở chỗ đó đó là cái mà đức phật nói đến ha thành ra đức phật mới nói đây là cái tà kiến do họ chưa có chánh kiến như là một vị thánh họ vẫn phải sử dụng cái trí tưởng tượng à, và như vậy đó à, làm sao để chúng ta thoát được thoát được cái tà kiến là ta không có tự ngã bằng cách nào bằng cách thực hành tứ niệm xứ khi quý vị thực hành tứ niệm xứ đó Nha. quý vị sẽ thấy rõ ở đây chỉ có các pháp vận hành chứ không có ai vận hành ở đây chỉ có các pháp sanh khởi chứ không có ai sanh khởi ở đây chỉ có sự quán sát tứ niệm xứ chứ không có ai quán sát tứ niệm xứ ở đây chỉ có khổ thọ chứ không có ai khổ thọ ở đây chỉ có lạc thọ chứ không có ai lạc thọ ở đây chỉ có tâm tham chứ không có ai tham ở đây chỉ có tâm sân chứ không có ai sân thì muốn được cái này đó quý vị phải à, thực hành tứ niệm xứ nhưng mà như sư nói rất là khó đối với phàm phu à, bởi vì à, ở trong sâu thẳm á, chưa chứng thánh thì vẫn còn níu kéo một chút xíu gì đó là ta là người thực hành tứ niệm xứ vẫn còn chưa có hết đâu à, nhưng mà mình đỡ hơn rất là nhiều đỡ hơn rất là nhiều so với những người không thực hành tứ niệm xứ và chúng ta thực hành cho đến lúc nào cho đến lúc um, chứng được tối thiểu là sơ quả thì thôi mục đích của tứ niệm xứ cho tới chừng nào hết phàm thì thôi à, quý vị muốn cái bài kinh này là bài kinh thuộc về căn bản pháp môn à, chứ không phải kinh tất cả lầu hoặc à, quý vị đầu tiên á, sư khuyên hay quý vị quay lại cái danh sách phát kinh trung bộ của sư học cái bài học cái bài giảng của sư về kinh căn bản pháp môn tại vì cái kinh căn bản pháp môn á, mà khi quý vị hiểu rồi quý vị chuyển qua kinh tất cả lầu hoặc thì nó sẽ tốt hơn ừ.